Em thì nói một câu là em thích anh rồi. Là nói tiếng Mông mình ấy nhỉ? Thế á, nói to không nào? Như nào nhỉ? Như nào như nào như nào? Bố nghe chết. Như nào em? Nói to. Anh chưa nghe thấy, anh nghe chưa thủng em. Như nào như nào nhỉ? Như nào như nào? Như nào như nào? Em nói rồi mà. Như nào nói lại nào? Cú gì nhỉ? Cú nhỉ cơ. Cú nhỉ cơ à? À ok, anh đồng ý luôn. Nói phải làm nha. Anh đồng ý luôn. Thế được rồi, tối nay rất có là anh phải ngủ đây rồi. Như chú là có uống được rượu không chú? Dạ. Chú uống được rượu không ạ? Uống, nhưng mà uống ít thôi. À. Nhưng mà cháu thấy là nam giới thường là đồng bào mình thì mặc định là lúc nào ăn cơm là cũng có một chút rượu đúng không ạ? Ừ, có chứ. Có chú uống không? Uống chứ. À vâng. Nhưng mà phải có cái rượu uống được. Dạ. Nhưng mà mình không thích uống. Có phải không? À, một mình thì mình uống kiểu là ngon cơm thôi đây. Ừ. Là chất xúc tác thôi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Mình uống nó lại không ngoan. Dạ đúng rồi, thì thường thì có bạn thì mình sẽ uống nhiều hơn một chút. Nóng ạ đúng không ạ? Ok ơi, nóng đấy, bỏng đấy. Cho nó đấy, cho quần nó đấy. Em bé này. Quá. Cho quần xà đã. Anh không biết do cảm nhận của anh không, nhưng mà anh thấy lên đây khá là lạnh so với ở địa phương anh, tức là chỗ anh ở ấy. Em thì cảm nhận thì thế nào? Áo mình đang mặc áo len, còn bạn Mỹ đang mặc cái áo vải mỏng, rất mỏng thôi. Em có thấy lạnh không? Ô, thế thì em quen khí hậu rồi, còn anh thì thấy rất là lạnh luôn. Nhà mình có vườn đào không em? Lê với Mận à? Thế thì nếu như mà đào Tết thì chẳng hạn đấy. Anh đang nói đến hoa đào Tết đây. Anh tưởng là nhà mình có. Không có rồi. À. Hoa đào để ăn Tết á? Vâng, hoa đào để chơi Tết đấy chú. Không có rồi. À. Chứ còn đào quả là nhà mình có đúng không ạ? Vâng, đào quả có. À vâng ạ. Nhiều không chú ạ chú? Vâng. Nhà mình có nhiều không ạ? À, nhà bạn Mỹ có vài gốc đào đúng không ạ? Mận có đúng không? Vâng. Nhà bán mận này, nấu rượu này. Nhưng mà cái nấu rượu là cái tội lớn đấy em ạ. Vâng. Gây mê cho cả mọi người đấy. Ai gặp nhìn một lần là mê đấy em. Toàn là đánh cắp trái tim của tất cả nam giới nếu mà gặp em ấy. Đằng kia Tùng đang hì hục ở nước rán cá các bạn. Không biết là thế nào. Mì ra truyền đạt ít kinh nghiệm cho bạn kia bán rán cá nào. Xem anh nấu rán thế nào. Thế à? Ma. Hơi khó anh ạ. Má khó. Thì là cái này là nhiệt nó không đều. Nó chảo từ nó chỉ nóng hung chứ còn giữ. Cái này chắc chỉ có mì nên ra giúp anh.
đàn dự nếu mình lấy gì vợ à? Hả? Đàn dự nếu mình lấy gì vợ à? Hả? Em nói thế em bảo là anh có biết nghe không? Anh nghe rất tốt nhưng mà có anh có hiểu hay không thôi. Anh nghe rất là tốt nhưng mà anh có hiểu hay không thôi. Anh có nhưng mà anh hiểu những câu ví dụ như ai chửi mình hay như nào thôi, hoặc là những câu yêu đương chẳng hạn. Ví dụ em thì nói một câu là em thích anh rồi, là nói tiếng Mông mình ấy nhỉ? Thế á, nói to không nào? Như nào nhỉ? Như nào? Bố nghe chết. Như nào em? Nói to nào? Anh chưa nghe thấy, anh nghe chưa thủng em. Như nào nhỉ? Như nào? Em nói rồi mà. Như nào, nói lại nào. Cú gì nhỉ? Cú nhỉa cơ. Cú nhỉa cơ à? À ok, anh đồng ý luôn. Nói phải làm nha. Anh đồng ý luôn. Thế được rồi, tối nay nhất quát là anh phải ngủ đây rồi. Ok, anh đồng ý luôn. Đùa. Nhưng mà câu đấy nói là ngượng rồi. Ngượng gì nhỉ? Mà ngượng gì? Ngượng à? Đấy nhá, em nói là thích anh rồi nhá, mai đừng có nói thích anh nào nữa nhá. Hả? À, vẫn nói à? Cái nghe nói bao nhiêu người? Thế em không thích anh mà cứ nói thế là anh là lừa anh ấy nhá. Anh tin lắm ấy. Anh rất là tin người đấy nhá. Đúng rồi, em nói câu đấy xong là anh tin lắm ấy. Mai đừng bỏ anh nhá. Chắc là đủ rồi em ạ. Không tí chín quá. Có cặp ấy thì không anh bê thôi. À rồi, lấy hai cái đấy. Nào, chờ mấy cái kia. Nào, như là rừng ấy. Ôi dồi ôi, quá nhiều luôn. Cái này ăn sao hết à? Cái đùi lợn đúng không ạ? Luộc xong rồi bố ăn mỉ đang ấy, trộn với muối, thêm muối này. Thớt tay ao thấy thớt xong rồi. Ồ. Đằng kia Tùng vẫn đang hì hục cá các bạn ạ. Con rể tương lai ấy nhỉ. Chú nhỉ? Con rể tương lai ăn cá đấy được không? Đã. Con rể tương lai ăn cá đấy được không? Được ạ. Mỏng dính luôn. Bạn này toát mồ hôi từ nãy giờ rồi. Con cá mấy cân đấy nhỉ? Nãy mua. Ừ, nó trồi to thế. Em có biết thái không? Biết thái thái chanh không? Chú để bạn mì thử hái thái chanh cho được không? Vâng. À, ô, cháu thử thái mỏng. À, thái chỉ mà. À, đây là lá chanh này, bạn mì bán thái này, nhưng mà thái theo kiểu của bạn đấy nhá các bạn nhé, không phải thái
ấy đâu, thái trộn trộn vào thôi mà các bạn. Mình cứ thái như kiểu mình ăn thôi mà em. Ừ. Em giỏi nhỉ, cái gì cũng biết. Bạn mì có 17 tuổi thôi nhưng mà cái gì cũng biết các bạn ạ. Nấu cơm giỏi lắm. Ngày ngày là em trông cháu nhỉ. Ừ, trông cháu, cái gì bạn cũng biết luôn. 17 tuổi nhưng mà bạn ấy là thành thục như là người 24, 25 tuổi rồi đấy. Nấu ăn mọi thứ đều biết hết. Công việc nhà cái gì cũng biết luôn các bạn. Nãy anh vào thấy bạn đi chăn lợn này, trông em này, nấu cơm này, gì cũng biết luôn. Em giỏi nhỉ. Ừ. Thế công việc đấy là nó là công việc việc vặt trong gia đình, trong nhà rồi nhỉ. Chả ai dạy cả. Tất lẽ gì ngẫu là mình phải biết đấy đúng không? Ừ đúng rồi, nhìn xong là tự làm lấy. Em có hay đi chợ phiên không? Thế à? Ô, hôm nay em đi à? Thế em đi là đi chơi chợ hay là bán hàng? À, đi chơi chợ à? Ồ, thế nếu như một ngày gần đây nếu mà được thì cho anh đi cùng với nhá. Anh cũng rất là tò mò về chơi chợ, nhưng mà cái chợ mình rộng, anh cũng đi rồi nhưng mà chưa biết các góc cách ấy. Nếu mà đi cùng em thì với cái góc nhìn, góc nhận khác lại khác. Hôm nay anh chưa. Ừ. Mọi khi là anh cũng đi chợ phiên Bắc Hà của mình rồi. Nhưng mà anh đi chỉ đi sơ qua thôi đấy, không có người bản địa như em hướng dẫn này. Nên là không biết nó là cái gì ấy. Bố Văn Mỹ đang hướng dẫn bạn ấy. Trộn, mình trộn luôn này em. Mình trộn luôn vào cái thịt lợn này à? Đây ạ. Ừ, trộn đấy ra. Thế à? Ừ. Con nhìn cái chân mình.